mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi Tây Bắc với tổng chiều dài là trên 30 km. Đèo Pha Đin, địa danh nối liền giữa hai tỉnh Sơn La, Điện Biên, không chỉ lừng danh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mà đến đây du khách sẽ được trải nghiệm những cung đường uốn lượn, được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ cùng nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đèo Pha Đin từ lâu được nhiều người biết đến là địa danh lịch sử, nơi ghi dấu của hơn 8.000 thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ oai hùng. Và giờ đây, khi đến với Pha Đin, du khách sẽ có dịp đắm chìm với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Nhìn từ xa, cung đèo Pha Đin mờ ảo với những cung đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, đẹp như những bức tranh. Từ chân đèo, du khách sẽ được ngắm nhìn những bản làng mộc mạc, nằm yên bình giữa thung lũng xanh mướt. Trên lưng đèo là những thảm cây rừng được tô điểm bởi sắc màu của những loài hoa. Đến đỉnh đèo, những áng mây lờ lững trôi, trong không gian mênh mông, du khách có thể phóng tầm mắt, ngắm nhìn núi đồi trùng điệp. Và đó chính là điểm nhấn để Pha Đin được đông đảo các bạn trẻ lựa chọn trong các dịp nghỉ lễ. Trên hành trình chinh phục đèo Pha Đin, du khách không thể bỏ qua những điểm du lịch hấp dẫn như vườn hoa Pha Đin. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, vườn hoa Pha Đin như một địa chỉ đỏ được nhiều người biết đến. Với diện tích trên 2 hectare, vườn hoa Pha Đin là sự kết hợp độc đáo giữa các loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc như hoa đào, hoa mai, hoa cải, hoa cánh bướm và các loại hoa khác đang cùng nhau khoe sắc, tô điểm thêm bức tranh đầy màu sắc của núi rừng nơi đây. Trung bình mỗi năm, địa điểm này đón trên 50.000 lượt khách du lịch đến tham quan. Đèo Pha Đin nó là một cái đèo lịch sử nên người ta đi tham quan Điện Biên Phủ và cái đèo Pha Đin này là người ta rất hay dừng và để ngắm cảnh. Khách đến đây thì người ta thường nói là quang cảnh và cái mô hình rất là đẹp và nhiều người có nghĩa là rất thích quay lại đây. Lượng khách đến đây thì thường thường ấy là ngày thường ấy thì là ít, còn thứ bảy chủ nhật thì có đông, nhưng đặc biệt là những ngày lễ ngày Tết thì là rất đông. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, độ ẩm cao, những năm gần đây nhiều hộ gia đình tại khu vực đèo Pha Đin đã trồng các loài hoa để phát triển du lịch sinh thái. Nhờ đó mà những sườn núi, triền đồi đã được khoác lên mình những màu sắc tươi tắn hơn, tạo nên một bức tranh tự nhiên mộc mạc nhưng có sức thu hút riêng biệt đối với mỗi du khách khi đến đây. Với vẻ đẹp kỳ vĩ được thiên nhiên ưu đãi ban tặng, đèo Pha Đin sẽ là địa điểm lý tưởng để du khách lựa chọn trong những chuyến dã ngoại để cùng hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm những địa điểm du lịch hấp dẫn mà còn là nơi gợi nhớ lịch sử hào hùng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.